chí thể thao. Trong tuần Champions League, UEFA tiếp tục gấp rút vòng bảng với một loạt trận đấu đầy hấp dẫn và nhiều bất ngờ. Đã có 5 câu lạc bộ sớm hoàn thành vòng bảng, có vé vào vòng 1/8 sau loạt trận thứ tư diễn ra trong hai tối thứ ba và thứ tư. Đó là Manchester của Anh, Real Madrid của Tây Ban Nha, Napoli của Ý, Club Brugge đại diện đến từ làng bóng bỉ và Bayern Munich của Đức. Trong số này, người ta đặc biệt chú ý đến sự bứt phá ngoạn mục của hai đội bóng vẫn được coi là chiếu dưới đến từ làng bóng Ý và Bỉ. Trong khi đó, một cái tên lớn của Champions League, Barcelona, thì rơi vào tình trạng có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng sau trận hòa 3-3 trước Inter Milan trên sân nhà Nou Camp. Nếu bị loại ngay từ vòng bảng thì đây sẽ là một thất bại mà câu lạc bộ danh tiếng này mới chỉ gặp phải một lần hồi mùa bóng 1998-1999, tức là cách này 24 năm. Viễn ảnh Barca phải xuống chơi ở Europa League đang là cơn ác mộng của cổ động viên câu lạc bộ. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chương trình hôm nay chúng ta xin trở lại với loạt trận đấu trong tuần nhiều kịch tính ở Champions League. Chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, trong tuần loạt trận thứ tư vòng bảng của Champions League UEFA đã diễn ra đầy sôi động. Những bất ngờ lớn đã khiến cho vòng bảng của giải đấu này bỗng trở nên thú vị hơn các mùa giải trước rất nhiều. Ông có thể bình luận gì về vòng bảng của Champions League cho đến lúc này? Các cái mùa giải trước đó, thì những cái câu lạc bộ mà gọi là ứng cử viên hàng đầu đó, thì họ chỉ nhắm vào cái chuyện tức là tranh chấp ở cái vòng knockout thôi, chứ còn ở vòng bảng thì gần như là họ không phải khó khăn lắm, bởi vì bao giờ cũng có những cái đội gọi là chiếu dưới hoặc là đội lót đường và họ cũng dễ dàng tính toán cái chiến thuật. Nhưng mà Champions League mùa này đó, thì nó không như vậy. Cái phong độ của các cái đội bóng và đặc biệt là các cầu thủ với một cái mật độ mà họ chơi rất là dày ở trong cái giải quốc gia cũng như là ở cái Champions League đó, thì nó không được ổn định lắm. Và từ đó đã dẫn đến cái chuyện tức là cũng có nhiều sai sót, dẫn đến tức là sau 4 vòng đấu thì những cái câu lạc bộ mà chúng ta gọi là ở phía trên đó, đặc biệt tức là Barcelona, Juventus, Ajax, Bayer Leverkusen, Leipzig là những cái câu lạc bộ có khả năng sẽ bị loại ngay sau cái vòng thứ 5 này. Vì sao mà nó dẫn đến cái chuyện đó thì chúng ta có thể điểm qua tình hình của tất cả các cái bảng để chúng ta thấy. Thì ngay từ đầu đó, thí dụ như ở bảng A thì người ta đánh giá Liverpool và Ajax và Napoli là có triển vọng. Nhưng mà bây giờ Liverpool lại đứng hàng thứ hai và Napoli với 4 trận thắng ghi đến 17 bàn. 17 bàn là một cái kỷ lục. Họ thắng Liverpool đến 4-1, rồi thắng cái câu lạc bộ Rangers 3-0, thắng Ajax ở cả hai lượt trận 6-1 và 4-2. Thì phải nói là cái phong độ của Napoli rất là tuyệt vời và họ dẫn đầu bảng. Cái bảng B thì cho chúng ta thấy là một cái câu lạc bộ được đánh giá là lót đường là cái câu lạc bộ Club Brugge của Bỉ đó. Họ nằm cùng bảng với lại Atletico Madrid và Porto, rồi kể cả Leverkusen, thì cái bảng này coi như là bảng rất nặng so với lại một cái câu lạc bộ lót đường mà chúng ta nói là có giá trị không cao như là Club Brugge. Nhưng mà cuối cùng thì họ lại có kết quả tuyệt vời và họ cho chúng ta thấy rằng là một cái sự thay đổi rất là lớn và có thể dẫn các cái đội khác, ví dụ như Leverkusen hay là Porto có thể bị loại. Và kể cả Atletico Madrid cũng chưa chắc là có thể lọt vào vòng trong. Còn ở hai cái bảng tử thần mà chúng ta nói đó, tức là bảng C với cái sự có mặt của các cái câu lạc bộ là Bayern Munich, Barcelona và Inter, trừ cái Victoria Pilsen thì là không mạnh lắm. Thế còn ba câu lạc bộ đó thì bây giờ hoàn cảnh là Inter có sự vươn lên thì Barcelona có khả năng là sẽ bị loại. Còn Juventus ở cái bảng cùng với Paris Saint-Germain với Benfica thì với sự vươn lên của Benfica thì Juventus cũng có khả năng y như là Barcelona có thể bị loại. Thế thì như vậy tức là dẫn đến sau 4 lượt đấu thì cái hai cái lượt đấu cuối cùng, cái lượt thứ 5 và thứ 6 của Champions League này sẽ rất hấp dẫn. Nếu như hai đội bóng nhỏ gây ấn tượng mạnh với thành công bất ngờ, người ta chú ý nhiều đến trường hợp của Barcelona. Câu lạc bộ hàng đầu của La Liga đang ở trên bờ thảm họa, có thể nói như vậy. Và Barca có thể bị loại ngay từ vòng bảng, dù mùa bóng này họ đã củng cố lực lượng đầu tư nhiều và vẫn có trong tay những danh thủ, những tên tuổi lớn của làng bóng châu Âu.
Barca đang xuống dốc ở sân cỏ châu Âu cũng như ở La Liga. Thưa ông, có thể lý giải thế nào cho thực tế này của Barca? Barca đã có một cái sự đầu tư rất là lớn, họ chi ra đến hơn 150 triệu để có được Lewandowski từ Bayern Munich về, rồi có Rafinha và có Koundé, và Xavi cũng đã đầu tư để có thể xây dựng một cái đội hình rất là tốt. Nhưng mà có hai cái lý do mà Barcelona có một cái sự sa sút mà chúng ta nói đó. Cái thứ nhất là những cầu thủ trụ cột của Barcelona lâu nay bây giờ thì là lớn tuổi và phong độ không còn được tốt như cũ. Thì chúng ta thấy thí dụ như là Piqué hay là Busquets, hay là thậm chí là chúng ta nói như là những cầu thủ chạy cánh rất là tốt, Carvajal hay là gì đó không không còn giữ được phong độ tốt, cho nên dẫn đến cái việc cái hàng phòng ngự của họ có những cái sai sót. Cái điều đó đã cho chúng ta thấy là khi một cái đội bóng mà nó rơi vào tình trạng khủng hoảng với cái đội hình chệch choạc đó, với những cái trận đối đầu, ví dụ như họ cần phải có một trận thắng với Inter trong cái vòng cái lượt thứ tư vừa rồi, họ đã không thể làm được. Cái đặc điểm thứ hai nữa của Barcelona mà chúng ta nói đó, tức là trước đây thì bao giờ Barcelona khi chơi trên sân nhà đó, là họ bất bại và có khả năng thắng bất kỳ cái đội bóng nào thuộc loại hàng đầu thế giới. Thì bây giờ đó, chúng ta nói là nếu không có cái quả đánh đầu cuối cùng ở cái phút bù giờ vừa rồi đó, thì rõ ràng là họ sẽ nhận một cái thất bại trên sân nhà. Cho nên sân nhà của Barcelona bây giờ cũng không chắc là có thể gọi đó là thánh địa. Thì cái điều đó cũng cho cũng thấy là lực lượng cũng có những cái là nó chệch choạc, có những cái cầu thủ bị chấn thương hoặc là có những cầu thủ phong độ không còn được giữ được như thế, cho nên là có những cái chệch choạc. Đó là hai cái lý do chính mà Barcelona có khả năng là có nguy cơ bị loại ngay ở cái vòng bảng này lần thứ hai ở Champions League. Lịch trình thi đấu gấp rút bị đảo lộn vì lịch của Cúp Thế giới Qatar 2022. Lịch trình này có thể ảnh hưởng đến các đội bóng lớn, nhưng dường như phong độ thi đấu của các ngôi sao ở những câu lạc bộ cũng bị ảnh hưởng vì dường như họ có ý giữ sức cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho World Cup tới đây. Tôi cho rằng là cái việc mà giữ sức không phải như vậy. Cái vấn đề ở chỗ tức là khi một cái câu lạc bộ mà nó gọi là có một cái thương hiệu lớn, những câu lạc bộ hàng đầu mà chúng ta hay kể, ví dụ như là Manchester City hay là Liverpool hay Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona, rồi Chelsea, Tottenham, Juventus, Atletico Madrid hay Inter chẳng hạn. Những cái câu lạc bộ đó, đó thì họ luôn phải có những cái ngôi sao, những cầu thủ mà chúng ta nói là thuộc hàng siêu sao mà họ bị chấn thương đó, thì những cầu thủ khác cũng bắt đầu phải gồng gánh từ giải vô địch quốc gia cho đến cúp quốc gia cho đến các giải ở Champions League. Thì nó vào một cái thời điểm nào đó thì nó quá tải, và các cầu thủ đó, đó rõ ràng là nếu mà họ chơi liên tiếp đó, thì rõ ràng là nó sẽ rất là khó. Cũng không thể không kể đến cái yếu tố tức là những cầu thủ mà những cái ngôi sao đó, thì đôi khi có những cầu thủ lớn tuổi cũng khó mà có thể duy trì được cái phong độ mãi. Do đó cho nên là cái việc đầu tiên hết tức là không phải họ giữ chân không, họ cũng không cũng muốn giữ chân, nhưng mà thực ra thì cái nhiệm vụ ở trong các câu lạc bộ với một cái đảm bảo là thương hiệu, thí dụ Barcelona mà bị loại ở cái lần thứ hai cái này thì rõ ràng là thương hiệu của họ xuống và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái khả năng mà gọi là tài chính. Do đó cho nên bắt buộc là phải chơi nỗ lực, mà khi nỗ lực mà không có được những cái cầu thủ siêu sao ở trong cái đội hình thì rõ ràng là họ cũng bị ảnh hưởng. Cái việc nữa mà chúng ta muốn nói là với những cầu thủ mà hàng đầu đó, thì cái việc mà cái lịch nó dồn ép của cái Champions League này nè, nó cái khoảng nghỉ nó ít quá mà cái sự hồi phục nó không có. Giờ thì chúng ta nói cái quá tải là một phần, nhưng mà như vậy đó thì với những cầu thủ này đó là họ cũng bị nặng nề cả về mặt tâm lý, tức là ra sân mà cái cảm hứng để mà chơi một cách hứng khởi thì rõ ràng là nó có ảnh hưởng. Thì đó là cái yếu tố mà tôi cho là rất nhiều cầu thủ mà khi họ lên sân mà họ phải cài ải đó nặng nề quá chứ không phải là cảm hứng để được chơi. Thì chúng ta nói như trước đây là Zico đã từng nói là mỗi lần ra sân phải là một cái lần mà chơi đầy cảm hứng thì mới có thể ấy được, chứ còn nếu mà ra mà thấy nặng nề quá thì rõ ràng là họ không thể có một cái phong độ tốt được. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình.